Xin chào mọi người, tôi là Trent McMurtry, trở lại với các bạn để giới thiệu đến một ngôi trường khác của đối tác của AOA. Ngôi trường này tên gọi là Southside Christian School ở Greenville, South Carolina. Đây là một ngôi trường rất đẹp và khuôn viên của nó cũng cực kỳ nổi trội. Đây là một ngôi trường rất tốt, có khuôn viên cực kỳ xinh đẹp và nó có thể là một trong những cái khuôn viên rộng lớn nhất ở khu vực Greenville, South Carolina. Và trường có rất nhiều thứ để cung cấp mang đến cho học sinh, và khu vực xung quanh có rất nhiều những tập đoàn, những công ty lớn tọa lạc tại đây, chẳng hạn như là BMW là một trong những tập đoàn kinh doanh quốc tế lớn nhất. Và khu vực này cũng có rất nhiều thứ mang đến cho các em học sinh quốc tế để có thể sinh hoạt ở đây. Đây là một ngôi trường đối tác lớn của AOA và tôi rất vui khi được đến đây và có thể giới thiệu với các bạn về ngôi trường này. Chúng ta sẽ gặp hai người rất là quan trọng tại ngôi trường này. Một là cô Evans, cô ấy đã đến Việt Nam vài lần, và người thứ hai là hiệu trưởng của khối trung học phổ thông sẽ có dịp đoạn giới thiệu ngắn với các bạn về ngôi trường này. Tôi thật sự rất là hào hứng rồi, và tôi muốn quay camera lại phía sau để cho các bạn có thể dễ nhìn thấy phía trước của ngôi trường này. Sau đó chúng ta sẽ làm một chuyến tham quan thông qua livestream Facebook cho tất cả mọi người ở Việt Nam. Khuôn viên bên ngoài của trường như bạn thấy rất là xinh đẹp. Đây cũng là một ngày đẹp trời ở tại Southside. Và hai thầy cô mà tôi vừa nói để có thể giới thiệu cho các bạn biết là có bao nhiêu học sinh quốc tế hiện tại đang học tại trường Southside Christian School này. Các thầy cô sẽ giới thiệu về chương trình học thuật tại trường, cũng như là những gia đình bản xứ mà họ đã từng làm việc trước đây. Đây là kỷ niệm năm thứ 50 của trường Southside Christian School, và thật tuyệt khi mà chúng ta có thể nhìn thấy được tất cả những gì mà trường đã cung cấp tại khu cơ sở của họ tại đây. Xin chào thầy Bob, thầy có thể giới thiệu bản thân mình cho các em học sinh Việt Nam được không? Tôi nghĩ trước tiên chúng ta nên nói chuyện với cô Carla trước, vì cô Carla Evans là giám đốc của trung tâm dịch vụ sinh viên và sinh viên quốc tế, cho nên đây đúng là chuyên môn của cô hơn. Tôi là giám đốc bộ phận tuyển sinh quốc tế tại trường Southside Christian School. Xin chào đón các bạn đến ngôi trường này. Đây là tiến sĩ Stoffer, ông ấy là giám đốc của khối trung học phổ thông tại trường. Thật vui khi được tham dự buổi livestream với tất cả các bạn tại Việt Nam. Tôi thật sự rất vui và ấn tượng đối với lại công nghệ hiện nay. Chào mừng các em đến Southside Christian School. Lời giới thiệu này là dành cho những bạn học sinh đang có mong muốn đến với trường học tại trường của chúng tôi. Tôi rất vui được mời các em đến tham gia và cùng nhau tìm hiểu về chương trình International Homestay Program của chúng tôi, là chương trình dành cho sinh viên học sinh quốc tế. Là một chương trình có sự hỗ trợ rất lớn trong việc tương tác với các học sinh quốc tế, là các em sẽ đến và giúp làm dồi dào văn hóa của chúng tôi hơn nữa. Và ngược lại, chúng tôi cũng mang đến những giá trị tốt đẹp cho các em nữa, và giúp các em tìm hiểu thêm về văn hóa của nước Mỹ. Đây là một ngôi trường tôn giáo Christian tuyệt vời, và tôi nghĩ các em sẽ có những trải nghiệm rất tuyệt ở đây. Và xin chân thành cảm ơn các em đã cùng đi với chúng tôi trong chuyến tham quan này và tham khảo trường Southside Christian School của chúng tôi. Cảm ơn thầy rất nhiều. Không có chi. Đầu tiên tôi sẽ cho các bạn xem về trung tâm mỹ thuật của chúng tôi. Và đây cũng là nơi mà chúng tôi có lễ nhà thờ mỗi lần một tuần. Và đây cũng là nơi mà chúng tôi cho ra đời rất nhiều những vở kịch. Và tất cả các lớp học âm nhạc đều được biểu diễn ở trong trung tâm mỹ thuật này. Nên chúng ta hãy cùng xem qua ở đây nhé. Tại Southside Christian School chúng ta có nhạc đồng ca, nhạc các ban nhạc và các thể loại nhạc tính phòng, và bất cứ những thể loại nhạc nào mà các em yêu thích. Chúng tôi cũng có ban nhạc đồng ca rất mạnh cùng với rất nhiều nhóm đồng ca khác nhau, và rất nhiều hoạt động vui khác nữa diễn ra trong khán phòng này như tôi đã nói lúc nãy. Nhưng kịch và âm nhạc là hai hoạt động mà chúng tôi thường ghé tới nhiều nhất. Chúng ta cùng đi tiếp theo đúng ngay hướng này nhé. Hiện có bao nhiêu học sinh đang học tại trường Southside vậy? Hiện tại chúng tôi có 1.078 học sinh đang theo học, trải dài từ các lớp mầm non cho đến lớp 12. Đây là khu vực nhà bếp, và chúng tôi sẽ đi theo hướng này để đến khu vực quán ăn, nơi mà các em học sinh nhỏ hơn, các em khối tiểu học cùng đến đây để ăn trưa.
Đây là giờ ăn trưa của các em học sinh khối tiểu học. Khu vực kia này là của khu vực ăn trưa của khối trung học phổ thông. Và sau đó là tất cả các em của khối trung học cơ sở đều đến đây ăn. Còn khu vực rộng lớn này, chúng tôi gọi đó là trung tâm thương mại. Chỉ như một dạng trung tâm thành phố vậy, nơi mà chúng tôi có rất nhiều những hoạt động, sự kiện khác nhau. Và tất cả các học sinh đều đi qua khu vực này để đến những khu vực khác nhau của ngôi trường này. Giờ tôi sẽ cho mọi người xem về phòng lab khoa học. Ngay tại đây, chúng tôi đang có một cái câu lạc bộ khoa học rất là hiện đại, phục vụ cho các môn học hóa học, vật lý và sinh học. Và hiện đang có một lớp trung học đang học bên trong cùng với giáo viên hóa học của chúng tôi. Chúng ta cùng đi đến phòng gym nhé. Xin chào, xin chào, xin chào. Xin chào. Xin chào, xin chào. Và chúng ta đang đi đến khu vực của phòng gym. Đây là nơi mà các em học môn thể dục của mình. Chúng tôi có 3 khu vực khác nhau. Chúng tôi có 3 lớp học khác nhau diễn ra trong suốt cả ngày. Và các tấm rèm tre này có hoàn toàn có thể kéo lên. Đây là nơi mà đội bóng chuyền và đội bóng rổ thường xuyên đến luyện tập. Và tối nay chương trình học sinh quốc tế sẽ tổ chức một cuộc thi cầu lông trong trường cho toàn bộ khối học sinh phổ thông trung học. Cho nên tối nay phòng gym này sẽ lấp đầy hết tất cả những cầu thủ cầu lông cùng đến thi đấu để đạt được những giải thưởng cầu lông khác nhau. Và đây là một trong những sự kiện mà chúng tôi thường hay tổ chức mỗi năm. Vậy có bao nhiêu học sinh quốc tế hiện đang học tại trường vậy cô? Hiện tại chúng tôi có khoảng 22 học sinh quốc tế đang học tại trường Sasa Christian School. Và chúng tôi còn muốn các bạn đến thêm nhiều nữa, cho nên là tôi muốn các bạn hãy tham khảo trường của chúng tôi nhé. Cho nên hãy đến đây để gặp tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lên lầu để xem một số lớp học ở trên lầu nhé. Có bao nhiêu môn thể thao đang diễn ra tại trường và những môn thể thao nào mà bên cạnh những môn cô vừa nói đó. Chúng tôi có hơn 25 đội thi đấu thể thao. Và trong các đội này đều có những đội vô địch của bang và đội vô địch của khu vực. Và chúng tôi luôn luôn đứng đầu thành tích trong tất cả các môn thể thao. Chúng tôi có môn chạy cross country, môn track and field, chạy việt giã, bóng bầu dục Mỹ, bóng đá, bơi lội, bóng chày, bóng ném. Rất nhiều môn thể thao khác nhau tại trường. Có thể chúng ta sẽ đi ngang vào phía này, tôi sẽ cho bạn xem một số những cái cúp vô địch và một số hình ảnh của các môn thể thao của chúng tôi. Tôi quên nói là chúng tôi có môn tennis nữa. Đội chạy việt giã của chúng tôi đã đạt được chức vô địch của bang trong vòng 3-4 năm. Đội bóng bầu dục của chúng tôi đạt vô địch bang 2 năm trước đây. Và đội bóng chuyền cũng đoạt được giải vô địch của khu vực và của bang trong bảng 2 của bang South Carolina. Và rất nhiều môn thể thao cạnh tranh khác nữa tại trường Sasa Christian School của chúng tôi. Trường của cô thật sự có một sân vận động và bóng bầu dục rất tuyệt vời. Sân này là mới hay được xây lâu rồi cô? Cũng là sân mới đấy. Mỗi lần tôi tới nhìn sân là tôi thấy có một cái điều gì đó vừa mới xây dựng, vừa mới lắp đặt vào. Các đội thi đấu của các khu vực khác đều muốn đến đây để thi đấu, cho nên chúng tôi thường xuyên làm mới sân vận động này. Giờ chúng ta sẽ đi lên lầu để xem có cái lớp học ở trên lầu nhé. Trong khi chúng ta đi lên thì cô có thể giải thích thêm một số thông tin về chương trình nhà bản xứ không? Các học sinh quốc tế thì sẽ ở trong nhà bản xứ của chúng tôi. Và tôi phải nói là nhà bản xứ, cái gì là bản xứ? Là thật sự là một trung tâm trong cái chương trình của chúng tôi. Chúng tôi có những gia đình bản xứ rất tận tâm và rất tuyệt vời, đã chăm sóc cho các em học sinh quốc tế rất tốt. Họ yêu thương các em và muốn các em đạt được mục tiêu của mình.
và được thành công. Tôi có một lòng tin tuyệt đối vào các gia đình bản xứ của chúng tôi, và tôi tin chắc rằng các em sẽ rất hạnh phúc khi ở trong các gia đình bản xứ này. Đây là các em học sinh khối trung học phổ thông. Xin chào Việt Nam đi nào. Xin chào. Chúng ta đi về hướng này nha. Chúng ta có thể đứng đây, từ đây nhìn xuống để xem những sự kiện gì đang diễn ra bên dưới. Tôi vừa mới có một câu hỏi từ Việt Nam, là những học bổng mà trường có thể cung cấp thông qua cho các học sinh của AOA. Cô có thể cung cấp một số thông tin cơ bản được không? Thông qua chương trình tuyển sinh quốc tế thì chúng tôi có khoảng 3 suất học bổng mỗi năm. Yêu cầu sẽ tùy thuộc vào những thành tích mà các em học sinh đạt được ở những lĩnh vực khác nhau, và cũng phải thông qua một buổi phỏng vấn nữa để có thể được cung cấp một suất học bổng từ chúng tôi. Và cô có những cái yêu cầu như thế nào được không? Chi tiết hơn không ạ? Cái yêu cầu sẽ liên quan đến điểm trung bình học tập trong lớp, điểm cao hay thấp, các hoạt động của các em và những hoạt động cả các em tôi từng tham gia, cũng như là tính cách của các em như thế nào. Cơ bản là tôi sẽ dựa vào buổi phỏng vấn để quyết định. Các phòng học sẽ trông như thế này đây. Đây là giảng viên của chúng tôi, thầy tên là Woodward, là thầy giảng dạy môn AP văn hóa. Có tổng cộng bao nhiêu lớp AP vậy thưa thầy? Cơ bản thì dạy thầy dạy hai lớp AP phải không ạ? Tôi dạy những lớp AP liên quan tới ngôn ngữ. Tổng cộng có 18 lớp AP như vậy. Còn lớp honor thì sao ạ? Còn lớp danh dự thì sao ạ? Lớp danh dự thì có rất nhiều. Tôi không nhớ hết nổi cái số lớp danh dự chúng tôi có nữa. Thực ra thì giảng viên thiết kế khóa học, các khóa học tuần này cô ta xin nghỉ, cho nên tôi cũng thật sự không biết được chính xác con số các lớp danh dự là bao nhiêu. Nhưng tôi biết chính xác con số các lớp AP sẽ tối thiểu là 18 môn. Và có thể cao hơn, chắc chắn là được 18 môn. Trường có quy định gì về đồng phục không cô? Trường không có quy định về đồng phục, nhưng chúng tôi có yêu cầu về việc đeo phù hiệu trong trường. Miễn sao là làm cho các em học sinh thoải mái thì các em có thể đeo phù hiệu khi đi lại trong bên trong khuôn viên trường. Hiện giờ chúng ta đang ngay giờ chuyển tiết, cho nên thầy thấy có rất nhiều học sinh di chuyển qua lại rất đông. Các học sinh của chúng tôi có 8 lớp học mỗi ngày. Các em học mỗi lớp như vậy được 45 phút, và hiện giờ các em được nghỉ 5 phút để bắt đầu chuyển tiết. Xin chào Judy, em học tốt không? Em vẫy tay chào các bạn Việt Nam đi. Xin chào. Chúng ta đang livestream cho các học sinh Việt Nam đó. Chào Jet, tôi có thể cùng phỏng vấn với em được không? Đây là Jet Stubers. Em ấy là chủ tịch học sinh ở đây. Hiện giờ chúng ta đang livestream cho các học sinh Việt Nam đó chat, để cho các em ấy có thể biết về trường Southside Christian School của chúng ta. Em có thể giới thiệu về trường của chúng ta được không? Đây là một ngôi trường tuyệt vời nhất của nước Mỹ. Là một trường tư thục tốt nhất mà em từng biết.
Tất cả các bạn hãy đến học tại sao sai đi. Điều gì làm cho trường trở nên tuyệt vời như vậy? Dĩ nhiên là các giáo viên tại đây rồi. Tất cả các giáo viên đều quan tâm tới học sinh của mình. Các giáo viên đều quan tâm tới việc học của các em học sinh và đều theo dõi những kết quả học tập mà các em đạt được do trong các môn học mà họ giảng dạy. Và các giáo viên đều quan tâm tới việc tạo những mối quan hệ tốt đẹp đối với các học sinh của mình. Em có phải là học sinh cuối cấp không? Dạ phải ạ. Em có đầu đăng ký vào một trường đại học nào không? Dạ có ạ. Em đăng ký vào đại học quân đội. Trường đó rất tuyệt. Vậy trường đã giúp những gì trong việc tư vấn cũng như là định hướng tư vấn đại học cho em? Bộ phận tuyển sinh đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc giúp sắp xếp tất cả mọi thứ. Em đã hoàn thành tất cả các quy trình đăng ký đầy đủ mặc dù em chưa hề đến trường đó. Bộ phận tuyển sinh đã giúp đỡ em rất nhiều, làm cho mọi thứ trở nên rất là dễ dàng. Hay lắm, cảm ơn em rất nhiều nha. Đó là em chủ tịch học sinh của trường đó. Ở trường tôi, Southside Christian School có rất nhiều hoạt động để các em học sinh có thể tham gia, như các lớp lãnh đạo hay là một tham gia vào các câu lạc bộ khác nhau. Trường có 25 câu lạc bộ khác nhau để cho các em học sinh quốc tế cũng như là các em học sinh của Mỹ có thể tham gia. Cho nên các em sẽ có được rất nhiều cơ hội để không chỉ phát triển tiến bộ về trong việc học tập mà còn học nhiều thứ về cách thức lãnh đạo cũng như tham gia vào các hoạt động cộng đồng cũng như đời sống xã hội tại trường Southside Christian School. Cho nên tôi khuyến khích các em xem xét cả những khía cạnh đó bên cạnh việc nhu cầu học tập nữa. Đây là một trong những lớp học lịch sử. Xin chào, chúng ta đang livestream từ Việt Nam đó. Mọi người vẫy tay chào đi. Tuyệt quá. Lý do tôi dẫn thầy đi ngang cái hành lang dài này là bởi vì tôi muốn cho thầy xem phòng mỹ thuật của chúng tôi. Chúng tôi đã từng có rất nhiều học sinh quốc tế tại trường sau khi tốt nghiệp đã vào những trường đại học về mỹ thuật lớn nhất đứng hàng đầu tại nước Mỹ và đạt được rất nhiều giải thưởng quốc gia. Sắp có một lễ hội gì à cô? Dạ đúng rồi, tuần tới sẽ là lễ hội Homecoming của trường và tuần lễ tinh thần. Cho nên chúng tôi đang trang hoàng rất nhiều poster và nhiều thứ khác nữa để treo trong khuôn viên của trường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến sân vận động nhé. Được chứ? Chúng ta sẽ đi từ cửa sau. Diện tích ngôi trường này rộng bao nhiêu vậy cô? Tôi nghĩ là rộng 40 mẫu đấy. Và trường có thể có thêm đất để mở rộng hơn nữa phải không ạ? À đúng rồi. Tòa nhà ngay tại đây là tòa nhà dành cho khối tiểu học. Southside Christian School có tổng cộng 1.078 học sinh và chúng tôi chia làm 3 cấp lớp khác nhau. Khối mẫu giáo mầm non, khối tiểu học từ lớp 1 tới lớp 5 và khối trung học từ lớp 6 tới lớp 12. Khối trung học có tổng cộng 700 học sinh. Chúng ta đang đi về hướng sân vận động, đó là nơi diễn ra rất là nhiều trận thi đấu thể thao của chúng tôi. Và tuần sau, ở khu vực này sẽ bao bọc hết tất cả, lấp đầy hết tất cả các học sinh của trường Southside Christian School và các gia đình và các cựu học sinh nữa cho sự kiện Homecoming. Chúng tôi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Southside Christian School, nhân dịp 50 năm thành lập một trường tư thục tôn giáo Christian này. Một con số mà không phải bất cứ một ngôi trường nào có thể có. Các em học sinh lớn cũng có thể lái xe đến trường và các em học sinh quốc tế của chúng tôi cũng có thể có được bằng lái xe khi các em đủ 17 tuổi và vào năm cuối cấp của mình.
it's black. Thật là một sân vận động rất đẹp. Môn bóng bầu dục của trường hiện tại thi đấu như thế nào vậy cô? Hiện các đội vẫn còn đang thi đấu với nhau. Vậy còn năm ngoái thì sao cô? Năm ngoái chúng tôi thi đấu đến hết bảng 1, thành tích cũng rất tốt. Chúng tôi thường được vào tới giải khu vực. Bây giờ tôi sẽ quay camera lại nhé. Đầu tiên xin cảm ơn cô đã tổ chức chuyến tham quan này cho chúng tôi. Đây là cô Carla Evans. Cô là giám đốc của bộ phận tuyển sinh quốc tế. Nhưng chức danh của cô có vẻ dài hơn. Cô có thể nói rõ chức danh của mình được không? Tôi là giám đốc của bộ phận chăm sóc về đời sống của sinh viên và quan hệ quốc tế. Tôi cũng quên mang thêm một chiếc nón cho cô bởi vì ánh mặt trời bây giờ chói quá. Không sao đâu ạ. Cô có thể chia sẻ một chút thông tin làm thế nào các em học sinh có thể đăng ký và đến học tại Southside Christian School được không ạ? Và việc tuyển sinh có diễn ra trong suốt năm không ạ? Chúng tôi có quy trình tuyển sinh quốc tế suốt năm. Đôi lúc chúng tôi chấp nhận học sinh đến học vào kỳ mùa xuân ngay giữa kỳ và học thử khóa audit trong một học kỳ để tăng cường khả năng tiếng Anh của các em. Và năm kế tiếp các em sẽ bắt đầu chọn một năm để học vào cái lớp tương xứng với các em. Chúng tôi yêu cầu có một bài kiểm tra trình độ Anh ngữ để có biết thể biết được trình độ của các em trong tiếng Anh là tới đâu. Và chúng tôi cũng có đơn đăng ký trực tuyến. Nếu các em quan tâm đến trường ngôi trường này thì các em có thể đến thăm website của AOA nữa. AOA có một văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, quận nhất, và chúng tôi có rất nhiều nhân viên tại đó có thể giúp đỡ cho các em, tư vấn các em và cung cấp cho các em nhiều thông tin hơn nữa về trường Southside Christian School này. Và tôi cũng vừa mới thấy có một câu hỏi xuất hiện nữa là về kế hoạch đóng phí, học phí cho trường. Học sinh có thể đóng phí trọn năm hay là có thể chia ra nhiều lần đóng ạ? Cơ bản là các học sinh quốc tế thì phải đóng một lần phí trọn năm để bắt đầu năm học đầu tiên của các em. Tuy nhiên tôi cũng thể cân nhắc cho việc cho phép các em đóng theo từng học kỳ. Ví dụ các em đóng trọn phí cho học kỳ đầu tiên và sau đó là chọn một ngày tiếp theo các em sẽ đóng, những ngày tiếp theo các em sẽ đóng học phí cho kỳ học thứ hai của mình. Chúng tôi có thể linh động về vấn đề đó. Cảm ơn cô rất nhiều đã chia sẻ thời gian trong buổi hôm nay cho chúng tôi. Tôi tin chắc rằng tất cả các học sinh Việt Nam và phụ huynh Việt Nam rất thích chuyến đi này, bởi vì mọi người không có cơ hội để đến Mỹ, đến trường như thế này. Cho nên đây là điều tốt nhất cho họ mà AOA có thể mang đến, để cho mọi người có thể thấy được khuôn viên của trường, để có thể thấy được cô và nghe cô trao đổi và chia sẻ thông tin, và để có thể vào bên trong của trường Southside để xem ngôi trường tuyệt vời này như thế nào. Cảm ơn rất nhiều. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ. Chào tạm biệt.